Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, thông thường hàng năm cứ vào khoảng từ tháng 3 trở đi là ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ bước vào thời kỳ nắng nóng. Và theo đúng quy luật, tình trạng này đã diễn ra trong nhiều ngày nay ở các khu vực này. Những cơn mưa hầu như là không xuất hiện, thời gian nắng kéo dài suốt trong ngày, trời nắng nóng và khô hanh. Tình trạng này đang ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống của người dân nơi đây, gây thiếu hụt nguồn nước trong sinh hoạt của bà con và công tác tưới tiêu cho cây trồng. Đặc biệt là ở khu vực Nam Trung Bộ thì hiện đang rất khan hiếm nước. Ngoài ra, nhiệt độ cao và độ ẩm thấp cũng dễ phát sinh cháy rừng. Theo thông tin từ Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết là hiện hai tỉnh là Ninh Thuận và Khánh Hòa thì có khoảng 6.000 hecta diện tích vụ đông xuân là không có nước và đã phải dừng sản xuất. Hiện tại thì khối không khí biển ở các tỉnh tầng khí quyển trên cao đang có xu hướng là lấn vào và bao trùm lấy toàn bộ khu vực. Do vậy mà khả năng là tình trạng nắng nóng cục bộ trong ngày mai tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ sẽ lại có xu hướng là tiếp diễn. Nền nhiệt chung trên toàn khu vực được dự báo là sẽ ở ngưỡng từ 31 cho đến 34 độ. Riêng các tỉnh miền Đông thì có nơi có thể lên tới mức nhiệt là 35-36 độ. Trời khá oi nóng khi mà độ ẩm trong không khí vào thời điểm giữa trưa giảm rất thấp, chỉ ở khoảng là 55%. Do vậy mà người dân nơi đây cần phải hết sức lưu ý với các hiện tượng cháy nổ có thể xảy ra. Tình trạng nắng khô cũng diễn ra ở khu vực phía Tây Bắc Bộ. Do chịu sự chi phối của vùng áp thấp nóng ở phía Tây nên tại đây thì trời cũng có nắng mạnh, nhiệt độ tăng cao tới 33 cho đến mức là 34 độ, kèm theo đó là độ ẩm giảm thấp xuống dưới 60%. Trong khi đó, thời tiết ở khu vực phía Đông Bắc Bộ lại đối nghịch hoàn toàn với khu vực Tây Bắc. Tại đây thì do tiếp tục chịu ảnh hưởng của đới gió đông nam ẩm được tạo ra bởi khối không khí lạnh suy yếu và biến tính nên là trời nhiều mây, hiện tượng mưa nhỏ mưa phùn trộn lẫn sương mù xuất hiện nhiều. Độ ẩm trong không khí liên tục giữ ở mức cao, đó là trên 95%. Tiết trời sẽ duy trì trạng thái âm u gần như là cả ngày, nên ngay cả vào trưa chiều thì nhiệt độ cũng không tăng cao được và phổ biến ở mức là từ 20 cho đến 23 độ. Tương tự như ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, trong đêm nay và ngày mai thì những luồng gió đông nam cũng chính là tác nhân mang lại thời tiết nhiều mây và có mưa cho các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và cả Hà Tĩnh. Tuy nhiên đây chỉ là những cơn mưa nhỏ và tập trung chính trong khoảng thời gian đêm nay. Sang đến ngày mai thì mây giảm dần và thời tiết trở nên khô ráo hơn, nền nhiệt vì thế mà cũng cao hơn so với các tỉnh phía Bắc, phổ biến ở ngưỡng là từ 23 cho đến 26 độ. Với các tỉnh từ Quảng Bình, Quảng Trị trở vào cho đến khu vực của Quảng Ngãi, tại đây thì thời tiết phổ biến là ít mưa, ban ngày có nắng, với mức nhiệt độ phổ biến ở ngưỡng là từ 27 cho đến 30 độ. Càng đi về phía Nam thì nhiệt độ sẽ càng có xuống là tăng cao hơn. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai tại các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, từ Bình Định trở vào cho đến Bình Thuận được dự báo là 30-33 độ. Thời tiết nhìn chung là khá thuận lợi cho cuộc sống sinh hoạt của người dân, nhất là những hoạt động vui chơi giải trí diễn ra ngoài trời trong ngày nghỉ cuối tuần. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Thưa quý vị, ở thời điểm hiện tại thì khối không khí lạnh đã bước vào quá trình suy yếu, do vậy mà gió trên hầu khắp các vùng biển chi phối với cường độ khá yếu và không nơi nào là có tình trạng biển động. Trong đêm nay và ngày mai thì thời tiết hầu khắp các vùng biển nhìn chung là sẽ không có nhiều thay đổi. Hầu hết chỉ có gió thổi với cường độ ở mức là cấp 3, cấp 4. Ngoại trừ tại khu vực của Vịnh Bắc Bộ là có sương mù vào sáng sớm, còn lại ở những nơi khác thì hầu như là ít mưa với tầm nhìn thông thoáng trên 10 km. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm cũng hiếm có cơ hội xuất hiện và nhìn chung là khá thuận lợi cho các hoạt động hàng hải trên khu vực. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết tổng hợp của kênh VTC14. Chúc quý vị có một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.